chào quý vị đã đến với buổi sinh hoạt gây quỹ của Học viện Công dân năm nay. Học viện Công dân, tên tiếng Anh là Institute for Civic Education in Vietnam, là một tổ chức phi lợi nhuận thiện nguyện được thành lập tại Houston, Texas năm 2005 với sứ mạng phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội để góp phần làm thăng tiến các thế hệ tương lai tại Việt Nam qua những chương trình giáo dục công dân, kỹ năng lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2023, gia đình Học viện Công dân có một cái tang lớn, đó là sự ra đi của giáo sư Đỗ Khánh Hoan. Giáo sư Đỗ Khánh Hoan là người đã cộng tác với Học viện Công dân từ những ngày đầu năm 2005, và kể từ đó, ông là một trong những dịch giả mà đã đóng góp nhiều nhất cho Học viện Công dân. Và năm 2023 thì ông vừa mới qua đời vào tháng 10, thọ 90 tuổi. Và cũng trong năm 2023 thì Học viện Công dân cũng đã xuất bản được hai cuốn sách. Một cuốn có tựa đề là Những câu chuyện giáo dục, những cái cuốn đó thì do tôi viết. Và cái cuốn thứ hai là cuốn Living in Grace, do nhà tôi viết. Thì chúng tôi đã tổ chức được những cái buổi ra mắt sách. Lần đầu tiên là ở Houston, và lần thứ hai là ở Dallas, và lần thứ ba là ở San Diego. Đây là những cái tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt của Học viện Công dân. Và ở dưới này đó là các tác phẩm đã được nhà xuất bản ở trong nước, họ in lại rồi bán ở trong nước. Thưa quý vị, bây giờ 19 năm rồi, Học viện Công dân từ một giấc mơ, quý vị đã giúp nó trở thành hiện thực, và chúng tôi đã truyền tải được những cái thông điệp của tình yêu thương, thông điệp của lòng biết ơn, thông điệp của một người dân biết sống để cho ra người dân ở Việt Nam cho gần 5.000 học viên khắp nước Việt Nam, và đã đến được 144 quốc gia, thưa quý vị. Không thể nào tưởng tượng được. Và khi mà trong mùa dịch chúng tôi có dịp làm việc với các em, thì thưa quý vị, phải nói là vô cùng tuyệt vời. Bởi vì các em chỉ cần có những người thầy mà dạy cho các em tình nhân bản thì các em sẽ tiến rất xa. Thưa quý vị, cái công tác giáo dục nó là luôn luôn, nó là muôn đời. Thành ra những việc làm của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi có đủ tinh thần để mà đi tiếp con đường kế. Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị.